Ok, các chị em mình ơi, có ai hỏi gì mình nữa không? Em Trang. Em Trang Chị bác Giang. ơi, nghe câu À, chị hỏi. ơi. Em hàng thì hàng tồn thì nó cũng còn nhiều, nhưng mà bây giờ hôm qua À. để xử lý cái hàng tồn nó đang bị như là mỗi mẫu nó rất là lẻ tẻ chạm, nên em đang nghĩ đến cái phương án để chạy. Thì bây giờ nếu mà chạy độc một mẫu mà số lượng hàng nó chỉ có vài cái, nó không kích cầu được. Mà Đúng bây rồi. giờ nó cứ lẻ tẻ thì em đang chưa có phương án là chạy theo bộ sưu tập hay chạy như thế nào. Thì em bảo phải lọc được hàng đã thì mới nhờ đến thầy và hỏi ý kiến chị xem là đấy nó hàng nó như thế thì có phương án nào để xử lý nó, chứ nó không phải là đủ size đủ số mà nó cũng không có số lượng nhiều hàng cũ ấy chị. Thế thì đầu tiên nhá, thì chị phải nói với cả Doan là thế này. Đầu tiên là mình sẽ phải bán theo mùa trước đã nhá. Nhá, mình không phải, chị vừa nói đấy, bán những cái gì mình đang có mà phải bán thị trường đang cần trước đã. Đấy. Mình muốn bán được hàng tồn, được chưa? Bán cái mà thiếu size thiếu số ấy, thì mình phải gá được những cái hàng mà thị trường đang cần trước đi vào đã. Xong đó thì chúng ta sẽ bắt đầu nhá. Đó. Chứ còn nếu mà chúng ta chạy kể cả cái trang bếp mà uy tín ấy thì chị không bao giờ chị chạy những cái hàng mà lẻ size lẻ số như của em. Ví dụ trang bếp của chị đang gần 100.000 rồi, nhưng mà nếu mà có những hàng mà lẻ size đó thì chị cũng sẽ không bán. Đấy, mà chị sẽ đi theo cái hướng, ví dụ như là nếu có chạy thì chị sẽ phải là gá cái hàng đó vào thôi. Đó, khi mà mình chạy cái hàng mới xong đó là nhân viên tư vấn sẽ lại đưa những cái hàng mà còn lẻ size lẻ số đó vào để giới thiệu với khách, được chưa? Đấy, ok. Em thì em đang có một cái gọi là fan fan offline rất là lớn rồi, thế thì theo chị là trong thời điểm này em nên tập trung vào, thầy Phạm Anh sẽ giúp bạn về cái phần mềm Zalo OA ấy. Đấy, sẽ giúp cho em có thể gửi hình ảnh và gửi các cái content đến với những cái data khách hàng của em. Em chăm những khách hàng đấy trước đi. Đó, nhưng mà chị vẫn nghĩ rằng là em vẫn cần phải có những cái mẫu của mùa thu. Đó, content của mùa thu, hình ảnh của mùa thu thật chất thật ngất vào, xong đó là gửi cho khách trước, xong đó mình mới bắt đầu gửi cái hàng mà giảm của mình em ạ. Tại vì trong thời điểm này ấy, em phải biết rằng là một ngày khách hàng sẽ nhận rất nhiều những cái hình ảnh khác nhau. Đó, và nếu mà mình không có gì mới, không có gì chất, người ta sẽ không để ý đến mình đâu. Thế nên chúng ta sẽ cần phải phải nhá đi đã. Phải có cái bài nhá, mình phải thả thính, thính 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 thơm, thính ngon thì chúng ta mới câu được con cá to. Đó, khi mà đã câu được cá rồi thì lúc đó là chúng ta sẽ bán cái gì thì bán, không phải không làm sao cả. Đó. Một một vấn đề nữa đấy là của em Doan, là em Doan trang bếp của em Doan cũng vẫn đang rất là non. Đang rất là non. Đấy, vậy thì em cũng cần phải đổ tiền vào em chạy nhé. Em chạy không phải em chạy mất tiền đâu nhé, em chạy để em bán hàng đấy, không phải chạy mất tiền đâu. Mà chị vừa chia sẻ là một mũi tên mình trúng ba đích, mình vừa tăng lượng follow, cái thứ hai mình một thứ nhất mình tăng lượng follow, cái thứ hai mình bán hàng tồn, cái thứ ba là mình bán hàng mới, đúng chưa? Để mình bán hàng mới thì mình mới tạo được cái trang, gọi là bán hàng mới thì chúng ta mới tạo được cái uy tín cho cái trang của mình. Đó, thì thời điểm này Ba Gia sẽ hỗ trợ hết hết mình với các chị em, là gì, làm cho các chị em content hay, hình ảnh đẹp đó, mọi người cứ gửi về đây, xong rồi thì công ty sẽ làm cho mọi người chạy hàng gì cũng được, miễn là phải chạy, phải làm đi đã thì chúng ta mới ra được kết quả, được chưa? Ok, còn một cái phần này nữa cũng rất là quan trọng nhá, rất là quan trọng mà mình nghĩ rằng là sẽ giúp rất giúp ích cho các chị em, đấy là cái phần xích đinh chéo cho nhau. Đó, thì sau cái buổi khóa học này thì cũng rất là mong thầy Phan Anh sẽ lập một cái nhóm riêng, một cái nhóm gọi là group seeding nhé. Cái seeding này sẽ là như nào? Tất cả các bài, ví dụ như ngày hôm nay Doan chạy một bài về các mẫu váy mùa thu đi, hoặc là một mẫu set gọi là set siêu xinh của mùa thu đi. Ok. Đó, thì em sẽ gửi đường link vào trong cái nhóm seeding này và em sẽ nói rằng là các chị ơi, like bài cho em, share bài cho em, được chưa? Đó. Thế thì sau tất cả các nhân viên của Baza sẽ vào like share cho em, được chưa? Comment cho em, tất cả các chị em trong group mình sẽ vào like share cho em, comment cho em. Vậy thì sao, cái bài của em nó sẽ rất là uy tín nhá, từ 30 đến 5 cái comment trước khi ta chạy quảng cáo nhá, nó phải có từ 30 đến 50 cái comment chất, thì Facebook nó sẽ tính rằng rằng là gì, là bài viết này rất uy tín. Khi mà bài viết này rất uy tín rồi thì nó sẽ giúp chúng ta tiếp cận được với nhiều người. Đấy, và cái chi phí chạy bài của chúng ta sẽ rất rẻ. Được chưa? Chúng ta có cái tài nguyên này thì chúng ta cần phải giúp đỡ nhau.
Đấy, mình rất là mong muốn tất cả các chị em trong đây giúp đỡ nhau. Hoặc là ví dụ như bạn Nhung chẳng hạn, bạn Nhung Rêu chẳng hạn, bạn Nhung có một chạy một bài, bạn Nhung lại thả vào trong cái nhóm xích đinh chéo này và chị em ơi like bài cho em, vậy thì chúng ta có đi có lại, có đi có lại, chúng ta phải giúp đỡ nhau. Đấy là một cái cách nhá. Và cách thứ hai thì chắc chắn là thầy cũng sẽ chia sẻ mọi người, đó là mọi người sẽ cần phải lên khoảng tầm 3 bài. Mọi người phải lên khoảng tầm 3 bài. Xong đó mọi người xem cùng chạy này. Cái này gọi là test nhá. Đấy, mọi người sẽ lên khoảng tầm 3 đến 5 bài. Thấy cái bài nào mà ra số trẻ thì sẽ gì? Mọi người sẽ đầu tư thật nhiều tiền vào để mọi người sẽ chạy bài. Được chưa? Thế còn những cái bài kia chúng ta sẽ tắt đi. Những cái bài mà ra số mà nó đắt quá thì chúng ta sẽ tắt đi. Chúng ta cần có sự lựa chọn. Cái việc này là bạn Ánh là bạn ấy làm gọi là siêu siêu tốt rồi đấy. Bạn Ánh thì rất là tất cả những cái bài bạn đưa ra thì bạn ấy đều test nó. Cái nào mà thấy số rẻ mà nhiều lượng comment tốt, chất thì bắt đầu bạn ấy dồn tiền vào để bạn ấy chạy. Và ra được đơn rất là nhiều. Đấy thì đấy là những cái, một số những cái vấn đề mình chia sẻ cùng mọi người. Dạ chị ạ. Tức mình nhá. Các chị mọi người nhớ nhá. Mọi người ơi. Sau khóa học này thì em hãy nốt lại là mọi người còn gì nữa thì hãy comment lại cho mình, tin nhắn cho mình và bạn ta cũng sẽ xem những cái khóa học, có những khóa học nào nâng cao hơn nữa sẽ dành cho 5 đến 10 chị em nhá, có hành động, có chỉ số hành động cao, ra được kết quả tốt thì ba gia lại sẽ dành tặng cho các chị em những cái khóa học đỉnh cao hơn. Đỉnh cao hơn, ví dụ như là có những cái khóa học về content, mình có thích học không? 500 content đúng tim khách hàng, những cụm từ content đúng tim khách hàng trong làng thời trang này. Đấy. Hoặc là những cái đỉnh cao về gọi là xây dựng hệ sinh thái này. Đó. Từ TikTok cho đến YouTube này, rồi thì group, trang page này, rất là nhiều thứ. Đấy thì mọi người hãy comment dưới và xong rồi thì để thầy với cả mình sẽ sắp xếp cho mọi người những khóa học nó tiếp nữa nhá. Đấy. Thế còn bây giờ thì mình cần phải thực hành trong những khóa học này đã. Cảm ơn chị Nga. Cảm ơn chị Nga rất nhiều. Cảm ơn các học viên, các đại lý. Cũng nói thêm một chút là chị Nga muốn vào chia sẻ để động viên và đưa ra định hướng cho các chị. Đấy, thì chốt lại những cái vấn đề chị Nga có trình bày, một là cần phải tiến hành xử lý việc thanh lý hàng hóa các chị đi, hàng tồn, tất nhiên là đấy là mong muốn của các chị rồi. Kế hoạch là gì? Kế hoạch là công ty sẽ sẵn sàng là đẩy hàng tồn cho các chị, mặc dù hàng tồn đấy không phải là hàng tồn của công ty, đúng không? Đấy, chị Gian cần đẩy hàng nhập từ Trung Quốc về từ năm ngoái, ok, công ty sẽ hỗ trợ một phần hoặc tất cả, làm hình ảnh hoặc là viết bài hoặc là chạy quảng cáo đỡ, hoặc là nếu mà không giúp đỡ cái gì thì giúp đỡ bằng cách là động viên mồm cho nó phấn khởi. Em có nhiều hàng của bác ra nhập được cuối năm thầy ạ, em cũng ôm nhiều hàng để bán Tết ấy. Cũng bị tồn nhiều cái thằng đấy, nhưng mà bây giờ cho ra chắc không phù hợp vì nó dành cho thời tiết lạnh. Được rồi. Chị ơi, bán thật là rẻ là vẫn có người mua. Bây giờ hôm qua mới lọc được ít vét với cả là mông tơ ghi thầy ạ, lẻ tẻ sốt ruột lắm, ngứa mắt lắm, còn đâu toàn là hàng đông lạnh ấy, toàn là cái hàng phục vụ thời tiết lạnh. Đông lạnh bây giờ chạy thì đúng là nó cũng chưa chuyển đổi thật, nó cũng chậm. Đúng rồi, đang nóng lắm thầy ạ. Nên không sao nhá, không sao, mọi người cần phải có một cái kế hoạch sớm đi. Kế hoạch như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn cách xây dựng. Đấy. Thứ hai nữa là cái lời khuyên của chị Nga là hãy coi cái khoản chạy quảng cáo như là một cái khoản đầu tư về mặt thương hiệu, về mặt khách hàng,
về mặt bán hàng cũng giống như mình thuê mặt bằng thôi. Đấy. Thứ ba nữa là các chị cần phải thực hiện các cái hoạt động mà để mà tìm kiếm khách hàng online hàng ngày thường xuyên hơn. Ví dụ như đăng bài trên Facebook cá nhân, đăng bài trên Marketplace, đăng bài trên hội nhóm, live stream trên fanpage, v.v. Mặc dù là có những người live stream trên page thì bị khóa tính năng live, có những người live thì không có người xem. Đấy. Hôm nay thì cũng theo phản ánh của một số bạn nhân viên thì cũng nói là các chị bây giờ muốn là học cái gì đấy mà nó chưa dùng đến vội, những đi chạy quảng cáo để tạm dừng lại một chút, sau này chạy sẽ hỗ trợ thêm. Nay thì mình sẽ hướng dẫn các chị làm nội dung, hướng dẫn các chị làm nội dung và tối ưu hình ảnh, tối ưu thông điệp, viết quảng cáo này nọ một chút. Đấy. Thế thì chị Nga cũng đã nhấn mạnh về cái việc là đối với ngành thời trang thì hình ảnh rất là quan trọng. Thì tôi cũng hoàn toàn đồng ý với việc đấy. Và bằng chứng là Baza là một cái hãng bán buôn, nhưng mà đầu tư vào hình ảnh tốt, cho nên là sản lượng bán buôn của Baza cũng bán tốt hơn các hãng khác. Đại lý họ cũng tiết kiệm được chi phí rất nhiều khi mà họ không phải làm hình ảnh. Thế còn làm đại lý muốn làm hình ảnh riêng thì cũng không sao cả, cứ đặt mã riêng thôi thì có thể thoải mái làm hình ảnh. Thế còn nếu không, các bạn nhập hàng của Baza hoặc là đặt hàng sản xuất của Baza hoặc là hàng nhãn riêng với số lượng đủ lớn thì công ty sẵn sàng thuê ekip và đầu tư cho mọi người. Đó, những cái chi phí đầu tư này thì nó cũng không nhỏ nhá. Thì mọi người phải biết cách chụp này, hoặc là thuê chụp này, hoặc là xài iPhone chụp cũng được, nhưng mà phải biết cách chụp một chút. Thì tôi sẽ nói sơ bộ một vài cái tập trung về mặt nội dung nhá. Đấy. Thứ nhất là chúng ta nên có một cái bối cảnh để chụp nó cũng đẹp một chút. Đấy. Nên set up một cái góc nhà hoặc một cái góc cửa hàng, cái góc cửa hiệu của mình. Nếu như mà mình tự chụp, mình không thuê người mẫu, mình không thuê những cái bạn nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp để mình tiết kiệm chi phí, thì đấy cũng là một cái phương án. Thì mình nên có một đằng sau một cái khoảng trời hoặc là một cái mảnh tường, mình có trang trí decor nó đẹp một chút, thậm chí là một cái mảng tường trắng mình sơn lên đó. Sau đó thì có thể tận dụng người mẫu là em, là cháu, hoặc là một số chị mà còn trẻ và có cái ngoại hình tốt thì cũng có thể là sử dụng được. Thực tế thì rất nhiều chủ shop bán thời trang họ tự chụp. Thứ nhất là nó rất là nhanh, thứ hai là nó tiết kiệm chi phí, và thứ ba là nó đáp ứng cái nhu cầu khách hàng. Khách hàng bây giờ nhiều khi họ cũng không tin tưởng lắm vào những cái mẫu mà chụp đẹp, lung linh, rực rỡ. Họ vẫn luôn luôn đòi những cái hình nó đẹp nhưng mà lại phải bình thường thôi, mà không được cầu kỳ quá. Đấy là cái giải pháp mà dễ nhất cho các chị. Đấy, sau đó thì chị chụp ảnh xong này, thì tiếp tục là chị phải chú ý đến bố cục, đứng như thế nào, tư thế ra sao. Thì cái đấy dễ nhất thì ta cứ chơi cái bài này, ta lấy mấy cái ảnh của bọn trên mạng về, mấy cái hãng lớn hoặc là mấy cái hãng ở Việt Nam ấy, nó đứng tư thế nào thì mình xin lỗi, hơi ngu một tí, mình đứng theo, đúng không? Vì mình không phải là người mẫu chuyên nghiệp mà mình có thể tạo dáng tự nhiên được. Thế thì mình cứ làm theo cái mẫu của họ. Đấy. Sau đó thì mình phải cần có ánh sáng nha. Chụp ảnh ấy, thì nó quan trọng nhất là nó phải có ánh sáng. Ví dụ như các bạn nhìn thấy này, đây chúng ta đang ngồi học live stream thôi, nhưng mà có những hình của người thì sáng, người thì tối, đúng không? Chẳng hạn như là cái video của Trang trông nó hơi tối, bởi vì là cái ánh sáng nó là ở phía đằng sau Trang, nó gọi là hiện tượng ngược sáng, thì cái mặt nó lại bị tối. Đấy, ví dụ như thế. Hay là video của Hải Ánh, nhìn Hải Ánh sáng quắc lên, bởi vì là chắc là đang ngồi ở ngoài cửa, thế là ánh sáng ở ngoài cửa nó hắt vào mặt, sáng như là, xin lỗi, nhìn như là ma ấy, đúng không? Đấy, sáng quá, như vậy là nó gọi là hiện tượng dư sáng.
những cái nhỏ nhỏ như thế thì chúng ta cũng cần phải để ý khi mà chúng ta làm ảnh hoặc làm video. Các bạn hiểu ý tôi không ạ? Ừ. Tiếp tục nữa là cái cách mà đơn giản nhất và dễ nhất ấy, là các bạn nên đầu tư một cái gương. Tôi khuyên các bạn là các bạn nên đầu tư một cái gương. Và khi cắt gương ấy, các bạn nói với cái bọn nó cắt gương là chị muốn có một cái gương thời trang. Tại sao nó lại có gương thời trang? Bởi vì cái gương thời trang bao giờ cũng là một cái gương nó nịnh mắt hơn cái gương thường rất nhiều. Ví dụ như là nó có cảm giác cao hơn và thon hơn, cái đấy là có thật. Hỏi nó xem nó có cái đấy không. Đấy, sau đó mình chỉ cần để ánh sáng xung quanh đẹp, sáng choang lên. Mình đứng vào cái khuôn hình đấy, mình cầm điện thoại mình chụp là ngon. Che mặt mình đi. Đấy. Sau đó mình đẩy sang app. Nha. Làm thời trang, làm nội dung, cụ thể là làm ảnh. Mà không có app chỉnh ảnh là thua rồi. Đúng không ạ? Là thua rồi. Mình nên có những cái app chỉnh ảnh. Đấy. Còn trừ cái chuyện là các bạn lấy hàng của Baza hay các bạn lấy ảnh ở trên mạng. À từ từ nhá, tôi sẽ lại nói cái ảnh lấy ảnh trên mạng. Thì tôi đã khuyên các bạn là không được lấy ảnh ở trên mạng. Đấy, tôi cũng đây có một cái trường hợp tôi không nêu tên nhưng mà tôi đã bảo là đừng có là lấy ảnh, đúng không? Nhưng mà không nghe bởi vì ham quá. Đúng không? Ảnh ở trên mạng nó đẹp rồi thì mình sướng, không phải làm, không mất tiền. Đúng không? Thế là tải ảnh của nó về, đăng lên Facebook, đăng lên Facebook của mình. Thầy ấy anh này. Thế thì khi mình đăng lên như thế thì cái đối thủ ấy, cái thằng mà nó là chủ cái page đấy ấy, nó biết là mình sử dụng ảnh của nó sẽ báo cáo với Facebook là cái page này là vi phạm bản quyền, là lấy cái ảnh này là của tao. Và như vậy thì Facebook nó sẽ nhắc nhở mình. Lần một nó nhắc nhở là có phải là cái ảnh này là mày lấy của nó không? Thế, chưa kịp trả lời thì nó đã xóa ảnh rồi, xong. Nhưng nó nhắc lần thứ nhất không nói gì. Thế, tiếp tục lần thứ hai, đúng không ạ? Có thể là sẽ nó hạ quyền biên tập viên, hạ quyền admin xuống. Đấy, nó không cho mình đăng luôn, nó tự ý luôn. Và nếu lần thứ ba, lần thứ tư vẫn còn tái phạm thì có thể bị khóa tài khoản quảng cáo và có thể bị hủy đăng fanpage. Mà bây giờ tôi nói các bạn nghe, một cái page độ 5-70.000, 100.000 theo dõi mà hủy đăng thì tôi nói các bạn nghe, đó là một cái sự mất mát rất là lớn. Tính bằng tiền ấy, nó phải với một cái page 100.000 like bây giờ phải tính tiền ấy, thì nó phải tương đương đến khoảng độ 300-400 triệu các bạn mới chạy ra được một cái page đấy. Đấy là làm ra một cái page ấy. Còn chưa kể đến là cái page đấy nó lại còn đem tiền về cho mình nữa. Cho nên là gì, phải cố gắng là tuân thủ cái hình ảnh và cái video có bản quyền.